này cái nào vẫn còn tí pin các bạn. Cái lục kìa, nhưng mà mình bỏ qua thì mình quay cái nhỏ nhỏ. À vẫn cây cũ. Có, vừa nói chuyện rồi. Đấy, cái này này đẹp quá. 25 đồng hôm trước báo đấy. Đấy, lách đây kìa. Hôm trước quay bảo 25 đồng đây, hôm nay nó vẫn ở đây đây, đang chờ các bác đón đây. Bất tính. Giấy. Giấy bao nhiêu anh? 18 triệu anh. 18. Giá lỗ cổ 18 triệu, đang bán gấp. Hôm trước con giấy quay rồi 18. Đường mất nhà. 18 triệu, để ký xin đường vào. Trên xe kia có một xe là tùng này bao nhiêu anh? Tùng nhỏ lắm. Bác có bao nhiêu? 3 triệu. Bác đấy, 3 triệu. Xin phép đi qua tí. Đấy. Để ba uống nước thích quá. Đường hơi nhà cũ hơn cũ thì hơi nhà hơi nhặt về. Thử xem. Đi đâu lại được. Tùng chơi nó đẹp, Tùng lúc nào cũng đẹp. Tùng không được kéo hành. Tùng lúc nào cũng đẹp, đẳng cấp. Đây này lúc nào phải thả vào cái chậu nước. Này thì dễ hơn này. Còn này con này thì mang mấy phiên nhưng mà nó nhiều tiền. Xanh. Cũng bất tính. Quên chợ à? Quên. Cứ nghĩ không có mai kìa. Ra, ok. Mấy phôi đẹp quá nhỉ. Đấy, bên đây hôm trước bảo báo giá rồi, nay chả nhớ. Là bao nhiêu rồi? 130. Đẹp. Đẹp thì cũng phải chờ người thực sự thôi. Đẹp thật đấy. Cái này mình thích từ ngày xưa đấy. Vương này là bao nhiêu anh? 14 đồng. Quách Tĩnh ấy nhỉ? Bảo là cứ bảo vẫn là cây của Quách Tĩnh ấy nhỉ? Vẫn là quây của Quách Tĩnh ấy nhỉ? Quách Tĩnh, Quách Tĩnh. Yeah, thank you. Đấy, thả nước rồi. Toàn bộ là rễ hết rồi. Các bác nhìn này, ở vườn nó thả nước lâu năm đến độ dễ nó như là trổi, có cần gì đất mới thôi. Quân thụ. Đấy. Quân thụ các bác nhé. Hoa thì chắc là có rồi, vì nó thả nước và già kỹ này, chắc là có rồi. Cây này đều là cây cũ, bây giờ nó nảy xanh tốt như này, các bác nào mới xem thì lại thấy nó lạ đấy. Hay quay lại cái tùng của nãy nhỏ nhỏ này. Co lắc quái mini lắc được là đi qua lâu lắm mới gặp cổng đường này cây cối nào chưa bỏ nó nhưng mà lắm rồi quá lắm hết rồi quên nhưng mà bận ra tiền sau chơi sướng hơn giờ này nào vẫn thế nào qua vườn nhà ông chơi đi nhất trí cuối tuần này đi cần có hôm nào mình dạy không quần bây giờ cũng làm cái có tí vào làm cái nước nốt chỗ này mấy anh em đang chờ đấy
Để sang hàng xóm. Để sang hàng xóm. Tống hết lên trên trần ấy. Trên ấy, giờ dưới không để thế nào. Dưới là mái tôn này. Cực nào. Đấy. Giờ này trứng trước mạnh. Trứng như đang hồi. Đang bận. Đấy. Có cái món đấy này. Làm nốt tí nhá, để tí ra làm trên nước. Sập nguồn quá, cũng lại tào lao thôi. Dành cái chậu đẹp đấy, nhìn thấy cái chậu là như này. $18 triệu của quản Hải Dương. Đi tím, hoa wow, vài gió đấy, gió kiểu như bãi biển nữa, ô nước bay hết. Sinh nhật đa nhật. Thường những cây này người ta để dễ gió vách viết cứ như xin cây chuột ấy, nhưng mà bây giờ cây này sạch sẽ. Sinh nhật đa nhật gì đấy, mình không rõ lắm nhưng nó không phải giống của mình. Lộc Vương này, có một lớp này nó mịn, nhìn hơi và rêu đẹp. Đấy. Đó, công ty tùng này hay, cổ to lắm này, chậu hơi to chứ. Công ty ơi, lấy cái tùng này được này. Cây này là đằng sau có tính chân tính 5 lý. Cây đẹp đó. Sạch sẽ. Ok, cười thế đã để đi nốt vòng cho nó. Bắc này thì vẫn là với những cây như thế này thôi. Đây, cây của Lực Vương. Cây của Lực hôm trước có báo giá đấy, chắc chưa có bác nào YouTube được. Minh Lực. Chính là một bác mang một hai cây đi báo giá có số lại dễ. Cây nhiều khi bác này bác đi quán cây đại trà. Thì quay rất khó, cây nào nó ná, nó không có điểm nhấn. Cái này các bác muốn xem kỹ thì xem lại video trước. Báo giá cây này 60 triệu thôi. Phạm Minh Lực. Cứ quay này đến lúc nào sập nguồn thì sập các bác nhé. Đấy. Đôi liên chi. Sực liên chi. Đôi kia, cái con kia móng đẹp. Con kia móng đẹp. Mỗi tội cái cổ từ cái tay thứ hai trở lên nhìn cổ khó chịu quá. Rất như lối cây xưa thì khó trách.
cây gì trắng quá vừa đi qua. Nhưng bác này bán rất là nhiều, một ngày mỗi ngày bán là mấy chục cây đấy. Canh châu. Con kia bao nhiêu anh ấy giật nhỉ? Con đấy 25. Làm thế bây giờ mới làm tán. À bố này bố có cái khế nhiều ông quê ở đây thế. Khế chua nhỉ? 3 lần mới được. Bao tiền đấy? Con đấy 900. Đấy. Khế chua đấy nhỉ. Con khế này nghịch mấy nhất 3 lần thế được. À. Bác tỷ ơi, con này nghịch mấy trăm thì nghịch. Thôi chứ là cái la héo hết rồi này. Không phải không? Đi gió thế. Cái này cái lúc mà cái là nó tự ngủ. Đi gió thế mà. Cái khế gì mà lá nhỏ đấy. Khế chua. Thế chua. Nó cằn cái này mà thôi, nó lá nhỏ. Thế chứ cần những cái dòng này thì con sai thì nếu được. Thôi chơi với cái bơm này giả sử. Dễ sạch rồi đấy. Không, nó là không yeah, bơm quỷ nhất. Anh là đẻ xà nó sẽ ra quả. Đẻ xà nó sẽ ra quả. Đá, nó đẻ tốt, có quả hết. Nó không bị không bấm. Cái này lúc nào chơi đồ này này. Không bấm chắc có quả. Không bấm sẽ không quả. Không bấm, phế nó sẽ ra quả mà. Ừ. Bấm thì bấm đi chơi lọc, còn đâu không bấm thì để chơi quả. Ừ. Bây giờ đấy. Mình cứ để trên này nó tốt. Thứ nhất là rẻ, thứ hai là cũng lạ đấy các bác. Nhiều người thích thôi. Ok các bác thôi. Hẹn gặp lại các bác ở phiên chợ tiếp theo nha các bác nhé.